Thưa quý vị, lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo vừa được Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tổ chức. Theo quyết định số 3414 của Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, ông Huỳnh Xuân Khang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phước Hòa, giữ chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 15 tháng 7. Tại buổi lễ công bố quyết định này, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ mong muốn ông Huỳnh Xuân Khang tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm cùng tập thể văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.